2. Thay đổi về mua bán đất nông nghiệp từ 1 tháng 8 năm 2024. 1. Không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa. Căn cứ khoản 3 điều 191 Luật Đất đai 2013 thì cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Tuy nhiên đến khoản 7 điều 45 Luật Đất đai 2024 thì cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được phép nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa theo hạn mức được quy định chi tiết tại điều 176 Luật Đất đai 2024, trừ trường hợp người nhận tặng cho là người thuộc hàng thừa kế. Trường hợp vượt quá hạn mức thì phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa được Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt với các nội dung chính sau: địa điểm, diện tích, mục đích sử dụng đất, kế hoạch sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, vốn đầu tư, thời hạn sử dụng đất và tiến độ sử dụng đất. 2. Tăng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp từ 1 tháng 8 năm 2024. Căn cứ điều 177 Luật Đất đai 2024 quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân như sau. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 176 Luật Đất đai 2024. Việc xác định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp quy định trên phải căn cứ vào các yếu tố sau đây: điều kiện về đất đai và công nghệ sản xuất, chuyển dịch lực lượng lao động, cơ cấu kinh tế, quá trình đô thị hóa. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, căn cứ quy định trên, quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.